Xin mời quý vị và các bạn chúng ta trở lại với diễn biến tại trung tâm thể thao Chí Hải để tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo trong các trận đấu thuộc khuôn khổ SAFL năm 2024. Được điền tên vào danh sách nhưng chưa đăng ký số áo, có lẽ anh sẽ bằng cái số áo số 39. Như vậy thì hiệp 1 đã được bắt đầu. Quả tạt không thành công. Đúng pha bóng kịp thời của trung vệ mang chiếc áo số 21 Hữu Thuận và chạy bóng. Pha giải nguy của Long Onana, tuy nhiên thì đã có tiếng còi của trọng tài. Tình huống đá phạt lên dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Chí Hải FC. Pha đưa bóng vào lưới nhưng đã không được trọng tài công nhận. Các bạn cùng nhìn lại pha bóng này, đã có tác động của các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đối với vị trí của thủ môn. Thêm một cầu thủ tạt bóng thẳng về phía của bóng, đánh đầu sức nguy hiểm không vào. Cơ hội thực sự đầu tiên của các cầu thủ bên phía đội bóng Sài Gòn Sen. Sen đang đẩy sức ép rất cao, các hậu vệ bên phía đội bóng Chí Hải đang phải rất vất vả để chống đỡ. Vừa rồi chúng ta nhìn lại pha đánh đầu dội sang ngang, thêm những cơ hội nữa, phản chống, cú ra sân vẫn đi không chính xác. Phải những điểm rất căng, thêm một cú đá nguy hiểm nữa. Pha kết thúc lần này đã khé chạm vào một cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh và đổi hướng. Hàng phòng ngự Chí Hải vẫn đang chống đỡ kiên cường, vẫn làm pha cứu thua tốt nữa, cú đá cuối cùng lại đi ra ngoài. Quá đáng tiếc cho nỗ lực dứt điểm cuối cùng của Caron. Pha dứt điểm khá khó chịu. Đó là pha bóng đáng chú ý đầu tiên của các cầu thủ Chí Hải FC trong cuộc so tài này. Đó là cú đá thẳng khá tốt nhưng vẫn làm tình huống cứu thua tốt của thủ thành bên phía đội bóng Chí Hải FC. Long Onana đang thể hiện được khả năng phản xạ của mình. Cú dứt điểm của Sài Gòn Sen chưa đủ làm khó được thủ thành bên phía đội bóng Chí Hải. Như vậy thì đã có bàn thắng mở tỷ số rồi. Bàn thắng của số 24 Chris và ghi bàn để giúp cho Sài Gòn Sen cụ thể hóa được sức ép của mình. Đến phút 36 thì các cầu thủ Sài Gòn Sen họ mới có được bàn thắng mở tỷ số dành cho mình. Trước đó thì đã có rất nhiều tình huống trước khung thành của các cầu thủ Chí Hải FC và bây giờ họ đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Một cú dứt điểm thắng. Không vào. Vừa rồi thì có lẽ bóng đã khẽ chạm vào tay của thủ môn bên phía Sài Gòn Sen và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi lại pha bóng vừa rồi. Đúng vậy. Pha bóng vừa rồi thì thủ môn bên phía Sài Gòn Sen đã cứu nguy. Đường chuyền mở biên kịp không, đường chuyền ngang dứt điểm không vào. Người vừa tung ra cú sút đó là cầu thủ mang áo số là cầu thủ mang áo số 12 Công Toàn. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại pha bóng vừa rồi. Pha chạm bóng có lẽ là hơi nhẹ của Công Toàn, vẫn còn Văn Thành dứt điểm. Cú dứt điểm được gọi là khá nhẹ. Đường chuyền vào trung lộ, thủ thành Long Onana đã đỡ ra thành công, tuy nhiên thì vào. Pha đá bồi thứ hai đã mang đến bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ Sài Gòn Sen. Người vừa đi bàn là cầu thủ mang áo số 8 Nathan Sik. Trong 12 thì các cầu thủ Sài Gòn Sen họ racing liên tục và bây giờ thì họ đã có được bàn thắng thứ hai. Đây là Toro bứt tốc. Dứt điểm không vào. Tuy nhiên thì bóng đã không đến được các cầu thủ tiền đạo phía trên. Đây là Toro, một đường chuyền tốt. Kịp không? Đổi mặt. Dứt điểm không vào. Một pha chuyền bóng tốt của Toro. Tuy nhiên thì đồng đội đã không thể tận dụng được đường chuyền vừa rồi. Một đường chuyền dứt điểm vào. Tuy nhiên thì trọng tài đã cho rằng pha bóng vừa rồi đã việt vị. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại pha bóng vừa rồi. Cầu thủ số 14 vừa rồi đã việt vị và bàn thắng đã không được công nhận. Đường chuyền dài, pha bứt tốc,
được không? Dứt điểm vào. Trong những phút cuối trận thì cầu thủ mang áo số 11 đã có bàn thắng. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại pha bóng vừa rồi. Pha bứt tốc tốt của Tiến Đạt và một cú dứt điểm đã đánh bại hoàn toàn thủ môn bên phía các cầu thủ Sài Gòn Sen. Pha bắp ngã đó rồi. Dứt điểm. Cú dứt điểm khá nhẹ và lúc này thì tiếng còi kết thúc của trọng tài cũng đã được vang lên. Chiến thắng 2-1 dành cho các cầu thủ Sài Gòn Sen. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi lại vừa rồi, thì chúng ta vừa theo dõi lại pha bóng cuối cùng của trận đấu. Đến đây thì trận đấu của chúng ta cũng đã kết thúc. Hẹn các bạn vào trận đấu tiếp theo, trận đấu giữa các cầu thủ Sporting Sài Gòn và Champions FC. Xin cảm ơn.